Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Mèpèo. Ngày hôm nay mình tìm được một mắt tên là Bắc Cua Thời Gian à. Nhanh lên, bạn chỉ còn 10 phút. Ôi dồi ôi, nhưng Bắc Cua du hành thời gian hay sao á? Tò mò không biết chơi nào đây, bộ giờ tối vậy. Ok, bắp này mở phòng 10 người ổn không nhở? Làm tí 10 người đi, do bạn ạ, nó có vẻ hơi bé, chắc 10 người thôi, 20 người là hơi căng mà nạn rồi. Thì ngày hôm nay mình cùng các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm cái map Bắc Cua du hành thời gian của bạn nào đó không biết tên. Lát nữa coi thì tính các bạn ạ, cả ID cũng không biết nữa, lát nữa coi lại sau. Rồi thì để xem map Bắc Cua du hành thời gian này chơi có gì hay, có gì thú vị không bạn nhá. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn cái chuông kêu hộ mình bạn nhá. Bảo tối vậy. Ok. Bắc Cua du hành thời gian à? Ô sao ngắn vậy? À, mỗi một level là dịch chuyển khác nhau gì đấy. Ôi tôi để đây. Wow, để đây à? Wow, hay ta. Wow, mới hay ta. Mình làm có 10 level thôi. Khi nào mình rảnh mình làm thêm cũng rất ngắn vậy nhở. Tôi không sao, ngắn quá thì mình kiếm thêm mắt nữa mình chơi bạn ạ. Ôi trời, mình có 10 level đấy. Ui dồi, tí rớt. Ok. Bắc Cua du hành thời gian bật ạ. Wow, gì đấy? Ánh sáng à? Tôi không thể chuyển nữa. Tôi tưởng là gì chuyển nhỉ. Lại ta. Ok. Ủa, mình tưởng cái khối đấy phải dịch chuyển chỗ nào nhỉ? Lại nhỉ? Đây à? À, bật lên trên này à? Ok, đi xuống này. Ok. Ok. Ủa, nó ngắn vậy. Ủa. Ok, từ nè. Nhảy này, ok, nhảy tiếp này rồi, nhảy tiếp vậy, ok. Đường nào nhỉ? À, đây, bên đường này. Chuẩn chúng ta. À, chuẩn rồi. Bên này này, sang đây này, xuống này. Rồi, ui, đang lên vào 7 nữa. Hình như là không chạm vào cái này đúng không? Chuẩn rồi bạn ơi, không chạm vào cái màu hồng bạn ạ. Ui, ok, nhảy thẳng quá luôn. Rồi đi đường khác nhỉ, là sao? Là không được đi cái đường này bạn ạ. Bên này à? Ôi, phải là dụ bạn ạ, dụ. Ôi rồi có chôn nha. Ok, level 8. Gì đây, level 8 là gì đây? Sao là như nào nhỉ? Level 8 lại nhảy đây, nhảy qua đây, nhảy lên đây, nhảy sang bên này. Ây! từ, bể đâu ta? Đây này. Hay nhảy sang bên này? Không nhảy được. Nhảy sang bên này này. Lên đây này. Nhảy sang đây này. Sang đây đúng không? Ok, rồi, level 9. Ơ, nhanh, đơn giản nhỉ? Chắc lát phải chơi thêm một cái map nước bạn ạ. Gì ấy? Mối gì vậy? Dịch chuyển ghê vậy ta? Dịch chuyển à? Dịch chuyển đi đâu ấy? Sang bên này à? Dịch chuyển tiếp à? Wow. Nó nhảy xuống đây đúng không? Từ nè. Đây. Ok. Sao lại chặn tăng hình? What? Mấy cái mấy cái cổ số lận này kể ảo vậy. Anh này bút tàng hình gì đấy? Tu nè. Sao lại bút tàng hình nhỉ? Cái gì đấy? Ông mà đẩy tôi đây. Ông là vừa làm gì mờ ám không? Ê bị ông mà vừa làm gì mờ ám ấy nhở? Các bạn dịch chuyển đúng rồi. Cái map này cài chiếc cửa dịch chuyển hay như là mọi người tê lê ngược lại phải đúng rồi. Thì cái ngược lại xong rồi dính mình luôn bạn ạ. Ảo, tiếp hiệu ra sáng vậy. Ô, tên sáng vậy. Từ bình tĩnh nha. Đây này. Nhìn qua đây đúng không? Thôi đấy. Sợ thế. Ok, bật lên vào 10 này. Gì đấy? Ở đây à? Ôi dồi ôi, xa thế. Gì đấy? Chết tàng hình. What? Khoan. Sao chỗ đấy là trạng tàng hình nhỉ? Lạ nhỉ? Đoạn này là trạng tàng hình các bạn ạ. Ở đâu không chặn? What? Dịch chuyển cái gì đấy? Ảo nhỉ? Parkour đúng là du hành thời gian bạn ạ. Ảo thế nhỉ? Nhảy trên đây này. Nhảy lên đây này. Nhảy xuống đây à? Không! Chỗ là trạng tàng hình rồi! Hay xuống đây à?
À, xuống đây. À, ô đi này. Ô kìa, sao nhanh vậy? What? Hack à? Ok. Mắt này hơi ngắn nhở, hơi ngắn, bữa lại chơi một tí là hết rồi. Chắc là phải làm thêm một map nữa bạn ạ, hơi ngắn nha. Ok bạn ơi, mình tìm được cái map gì mà bắc cua sweet, bắc cua ngọt ngào màu hồng bạn ạ. Ok, của bạn tên là bạn Trần à, chắc là bạn Trần đấy, bạn Chan đó, bạn Tran đấy, bạn Trần hướng hương noi. Ok, bạn Chan hương noi, ID là 143084635 các bạn nhá. Vô thử xem là cái map của người Hương Noi chơi như thế nào. À, hóa ra bạn này là bạn làm cái map bóc cua đồ ăn này. Lần trước mình có chơi rồi hay sao này. Ok bạn, vô thử xem nào. Xem cái map bóc cua của người Hương Noi khác gì map bóc cua của người Hương Ngoai không. Yo, chúc mọi người chơi vui vẻ. Ok, map khác phèn mà trời ơi, map mình xây không chịu tự khen ở đi, khác khen mà lát với gì. Cái bài hồi kêu ok bạn có tác dụng nha. Rồi ok, hồi báo bố lại dừng lại bấm là hơi mệt thì cũng được bạn ấy. Cái này, cái này dùng cho nhanh này. Ui sao cái cao vậy. Ok khá là cao bạn ạ. À, rồi bắt cua ngọt ngào à. Lên bắt đầu có vẻ khá đơn giản nha, đơn giản thôi, bơi nhảy nhanh thôi, nhanh thôi. Ok, lên 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 rồi, lên lên. Ok, bên này rồi. Nhảy tiếp, nhảy tiếp, nhảy nữa. Đơn giản phết nhở. À không, hình như do mình nhảy được dễ. À không, đường bên kia cũng thế mà, đường bên kia hình như là cũng vậy đúng không ta. Không, nó cũng thế mà, nó cũng xem là không phải là mình nhảy đường dép đây mà đường bên kia nó cũng vậy. Thôi kệ đi, yo trang trí khá là ổn bận á, mình trang trí khá là đẹp bận ạ. Các cua ngọt ngào mất ảnh biển nó hơi kỳ bình nhờ, chữ thì mờ mờ ảo ảo nó hơi bị kỳ bận ạ. Ảnh biển có thể làm cái tiền đề hơn tí không, hơi ảnh biển hơi kỳ nha, ảnh biển nhìn nó không rõ ràng lắm bận ạ. Bên này nhìn khó hơn tí này. Úi rồi. Thế nhảy láo rồi. Ê, cái đèn thế thì nhảy láo bạn ạ. Ok, tiếp 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 tiếp. Ok, tiếp bên nào. Không, à đường này có vẻ khó hơn một chút này. Ủa mình mà ấy à ôi căng vậy. Chọn sai nền văn minh bạn ạ. 4 ô thì còn ok nhưng mà 5 ô bắt mở cái đấy ra thì cũng hơi căng bạn ạ. Thôi nhảy vẫn được mà. Thôi, em xin giơ tay rút lui. Tôi vuông cái cột bạn ạ, nhảy bị vuông cái cột cay chưa kìa. Ê chà, bị vuông cái cột bạn ạ. Để vướng cái này này. Ok rồi, nhảy hẳn qua bạn ạ. Thôi đi bên này chiêu chiêu bạn ạ, nãy mình nhảy cái map kia cũng mệt lắm rồi. Quá bây giờ nhảy chiêu chiêu ở cái hàng rào ngoài nó không chiêu lắm bạn ạ, cái hàng rào nó không cho mình chiêu. Khoan. Ừ ha, chắc bà chủ mắc cũng không tính đến về đâu nhỉ. Ừ ha, đó. Cái hàng rào là bây giờ tính là 0,75 block bạn ạ, nó không phải là nửa block như ngày xưa, nó là 0,75 block, cho nên nhảy nó khó chịu lắm bạn ơi. Nó không phải là nửa block cho nên nhảy nó rất là khó chịu bạn ạ. Nó cũng không phải là một block, cũng không phải nửa block, nó là 0,75 block, thế hơi cay chứ. Thế cho nên nhảy hơi khó chịu nha. Đồ nào nhỉ, đây à. Ok, lên. Ôi, cao thế. Yo, không biết là map này anh. Rồi xong luôn. Hay. Có cái lỗ, trời ơi. Đang thắc mắc không biết map này có bao nhiêu level. Không thể đánh số bạn ạ, không thể đánh số level này. Chú bắp làm cái lỗ căng vậy. Trời ơi, lên đây mà vẫn còn làm cái lỗ bạn ạ. Ảo thế nhở, cay thế nhở nè.
Trời ơi này, cái thảm này nó đâu có lỗ này. Ok bạn ơi, rồi tiếp. Vô cái kẹo này, cái kẹo Giáng sinh này. Ờ ha, vài tháng nữa là Giáng sinh rồi, hết năm rồi, đến Tết rồi. Nhanh thế bạn ạ. Vèo cái đã gần Tết bạn ạ. Trời ơi, bây giờ cũng tháng 10 rồi còn gì nữa. Tháng 10, tháng 10, cuối tháng 10 là Halloween. Xong đến tháng 11 là 20, tháng 11, xong tháng 12 là Tết. Là Noel, xong rồi Tết âm, Tết dương. Tết dương xong Tết âm. Đó, năm nay Tết âm, nhưng mà khoan nha. Năm nay là Tết âm hơi muộn các bạn ạ. Năm nay tận sang tháng 2 cơ. Năm nay sang tháng 2 mới là Tết bạn ạ. Năm ngoái là tầm tháng 1 là Tết rồi không? Hình như là tầm khoảng hai mấy tháng 1 là Tết rồi. Năm nay đến tận là ngày mùng, hình như mùng 10 đúng không ta? Hình như mùng 10 tháng 2 mới là Tết bạn ạ. Cho nên là năm mới Tết muộn nha. Mà Tết muộn bạn ạ. Ừ, cũng còn lâu ấy chứ không nhanh đâu. Mới âm lên. Như tầm khoảng 4 tháng. Ừ, tầm 4 tháng nữa mới Tết cơ. 10, 11, 11 đến 12, 12, 1, 1, 2, ừ, 4 tháng nữa cơ. Cũng không nhanh lắm bạn ạ. Lên. Ok. Rồi. Bắt cua chiêu chiêu thôi. Ở cái đèn né. Ok. Từ từ. Bạn này ở đúng là không ghi số level tao bạn ạ. Không ghi level cũng chả bị ô gần hết rồi này. Ồ, hình như là còn vài level nữa là cũng hết rồi bạn ạ. Hết rồi. Sắp hết rồi bạn ơi. Yo. Cũng gần hết rồi này. Ok. Qua liền. Nhảy liền. Yo. Ok, thắng rồi này. Rồi, còn tặng cho cái bao tên lửa luôn mà. Chú ăn sao hâm phèn nha. Ok, được. Đánh giá cao cái map này bạn ạ. Để ra để cử đã. Được nha. Map này mới có 8 người đề cử. Ô sao 8 người đề cử mà sao 8 người đề cử mà map ít người tải nhở. 8 người đề cử mà có 200 người tải. Bữa xem nào. Nói chung là không góp ý là sao để nhiều người tải hơn. Đây để tôi góp ý cho đó. Mặc dù nhiều người đề cử rồi. Đây góp ý bạn ạ, góp ý. Đây. Đấy, map chơi không quá khó, trang trí đẹp, tuy nhiên hơi ít level. Ảnh bìa map cũng nên đổi mới để bắt mắt hơn nha. Chấm. Đó, ok đó. Mong chủ map sớm cập nhật thêm nhé. Ok, thật ra là map này cũng hơi ít level thật. Mình còn vừa đi vừa ngắm các thứ nữa. Cũng khá là ngắn các bạn ạ. Hơi ngắn đấy chứ. Ok, video chắc là xin phép được kết thúc được thôi. Các bạn có ý kiến góp gì muốn mẹ Pia làm giúp mình nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.